hân hạnh tái ngộ cùng quý vị trên băng tần 57.3 của đài Việt Nam America Television. Kính thưa quý vị, đây là chương trình sinh hoạt cộng đồng của bốn đài mỗi buổi sáng từ 9:30 đến 10:00 để yểm trợ cho các sinh hoạt của cộng đồng. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị ở trong hội đồng hương quận Cần Giuộc thuộc tỉnh Long An đến đây để tâm tình về cái ngày họp mặt của hội Cần Giuộc. Bên cạnh tôi là chị Nguyễn Thị Phải, là hội trưởng của hội đồng hương Cần Giuộc. Chào chị. Dạ, chào anh Như Nguyên. Dạ, kế bên là một người trẻ ở trong hội là phó hội trưởng, cô Kiều Quang, tức là Quang Kiều. Dạ. Chào cô Kiều. Dạ, xin chào Như Nguyên và chào quý khán giả xem đài. Bây giờ đó, thưa quý vị, là vào cái ngày 4 Tây tháng 7 phải không chị? Dạ, 4 tháng. Đúng ngay cái ngày mà người Mỹ người ta lễ độc lập lớn á, ở bên hội đồng hương Cần Giuộc chơi trội, tức là lấy cái ngày đó làm cái ngày họp mặt, ai cũng nghỉ khỏe re phải không? Dạ. Ngày hôm đó là ngày thứ 5 phải không thưa chị? Dạ, thứ 5. Thứ 5 mà các anh, các chị làm ở nhà hàng Parasol phải không ạ? Dạ, Parasol. Chị có thể chị nói về chi tiết cái ngày đó cho đồng hương với lại khán giả biết không ạ? Dạ. Dạ, xin chào khán giả và các anh chị em đồng hương Cần Giuộc cùng thân hữu. Hôm nay thì Cần Giuộc của chúng mình đó họp cái ngày 4 tháng 7 2013 tại nhà hàng Paracel Seafood. Chúng ta sẽ có cái chương trình rất là vui, anh em về đông lắm. Trước nhất là chúng ta thì tôi xin nói sơ về những cái sinh hoạt ngày đó. Không, nhưng mà bắt đầu từ mấy giờ chứ đâu người ta chuẩn bị chứ? Bắt đầu từ 10 giờ. Trời, sớm vậy? À, 10:30 thì bắt đầu là đó. 10 giờ là để... 10 giờ dây thun quá. Không phải 10 giờ dây thun. Nhưng mà chúng tôi có một cái chương trình là chụp hình gia đình. Cho nên mấy anh em tới sớm để chụp hình. Rồi đồng thời vô đó để đỡ mất thời gian. Chị chuẩn bị nghe tinh thần, nghe lát tôi hỏi chị tại sao mà người ta làm hội tỉnh, mình làm hội quận nghe. Chị làm hội quận Cần Giuộc nghe. Cần Giuộc có cái gì mà làm quận nghe. Chút nữa nói chuyện. Nhưng bây giờ là 10 giờ sáng là... Mời đến để chụp hình gia đình. Rồi bắt đầu chương trình từ 10:30 phải không cô? Dạ, bắt đầu từ 10:30. Hôm đó là ai chụp hình? Cô Kiều chụp hình là ai chụp? Có mấy anh em trong hội chụp. Có chụp hình, có quay phim. Mà có bên hội có cái internet luôn phải không? Dạ. Có website luôn, trời ơi, dữ nha. Không hổ danh là hội có nhiều hoa khôi ngày xưa lắm. Dạ. Trước năm 75 là Cần Giuộc có rất là nhiều hoa khôi. Dạ. Chúng ta sẽ đề cập đến cái chuyện đó sau. Dạ. Bây giờ trở lại là thưa quý vị, là tới ngày 4 Tây tháng 7, đúng vào ngày lễ độc lập, ai cũng nghỉ ở nhà ngày hôm đó cả. Đúng rơi vào ngày thứ 5 tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant trên đường Phú Kết góc với Mark Fadden. Ai cũng quen với nhà hàng này rồi. Quý vị tới đó 10 giờ để cùng với Cần Giuộc. Nhưng mà chỉ có Cần Giuộc không thôi, hay là dâu rể, hay là ai làm việc ở đó được không? Cần Giuộc anh, Cần Giuộc là chánh rồi. Giờ có dâu, có rể, giờ có cháu. Rồi lại rồi, có gì nữa? Có những ví dụ người như những ngày này xưa tôi đã ở đó mà không thành. Giờ có thể là có người yêu dạ, cũng được. Dạ. Như vậy tức là quý vị nào có gắn bó với Cần Giuộc bằng hình thức này, hình thức dự một cái ngày hội rất là vui. Đây là một cái ngày hội mà hồi nãy tôi hỏi chị Phải ơi, đóng tiền nhiêu? Không cần nghèo cho nghèo luôn. Tôi không có đóng tiền gì hết, tới chơi thôi. Rồi ai muốn đóng thôi cũng được, phải không? Hội này thiệt là hội quá đặc biệt đó nha. Mấy hội khác là phải nói là giá bao nhiêu, tiền ăn, tiền này kia không có. Bên này là Cần Giuộc, đúng là Cần Giuộc, phải không? Dạ. Bây giờ chị, bây giờ nào mà một cái quận như Cần Giuộc mà chị làm cái hội hái hữu, trong khi thường thường người ta làm là tỉnh hay là thành chút xíu, sao chị làm vậy? Dạ, Cần Giuộc là một cái quận nhỏ nhưng mà tấm lòng của chúng tôi rất lớn. Đó, anh biết hả, khi mà chúng tôi đi họp thì các anh lớn đó thì thấy nó thì thật sự một cái tỉnh thì không biết hết, cho nên tụi tôi mấy anh đó mới có cái ý về là mình nên mình về mình có gần gũi. Và mấy anh có ý kiến lập ra cái hội để chị... cho mấy chị làm ban chấp hành phải không? Phải. Chị đứng sau để ủng hộ thôi, tại vì sao bây giờ là mấy anh trốn rồi hết còn mình chị không đây? Tôi nói nghe đầu tiên đó, nếu cũng tôi đẩy tôi ra bắt tôi làm, tại vì có cái lý do là tôi kể như là tôi từ hồi nhỏ tới lớn tôi
chỉ từ Cần Giuộc là tôi sang Mỹ thôi chứ tôi không có đi một cái nơi khác. Dạ, dạ. Đó, thành ra tôi biết những người đó, cho nên lý do đó mấy anh nó muốn đưa tôi lên để mà dễ sao. Không, tôi thấy mấy anh đó, anh chọn rất là hay. Thứ nhất tên gì là tên Phải. Không phải hết chị, không bao giờ nó không phải hết á. Không, cũng có cái không phải chứ. Cho nên chị rất là vui vẻ, cho nên anh em Cần Giuộc mới bầu cho chị. Là cái lý do như vậy. Rồi bây giờ chị kể một chút về những cái điểm đặc biệt của Cần Giuộc. Theo chị, tôi là người tham ăn nè, tôi hỏi chị món ăn gì? Những cái món ngon chứ không có một món. Đúng là ngày xưa đó, thì Cần Giuộc nổi tiếng cháo lòng. Rồi có cái bún xuông, rồi cốm ngò. Thôi bây giờ mình lại ăn tiếp cái món mấy cái hương vị đặc biệt, giống như là ngoài cái cốm ngò thì mình có cái lạc xưởng nữa. Đúng rồi, lạc xưởng. Rồi bánh mía. Ồ, mắm còng nữa. Còng nữa. Hình như là nhân vật lịch sử mà nổi tiếng nhất Cần Giuộc là Nguyễn Đình Chiểu. Là cái Đình Chiểu. Thì đúng rồi, tác giả của Dân Tiên. Dạ, đúng rồi. Dân Tiên mà cõng mẹ đi ra đụng phải tục nhà mà dám mẹ đi ra. Mà Dân Tiên dắt mẹ đi vô mà đụng phải cái xe tải. Như vậy là thưa chị gắn bó ở Cần Giuộc bây giờ rồi đó. Thì cái nào mà cái chị nhớ mà bây giờ chị xa một nửa vòng trái đất, nhớ trong đầu chị, nếu nói về quê hương là cái chuyện điểm đầu tiên chị tới là chỗ nào? Nếu mà nói về quê hương á, thì tôi thấy từ hồi nhỏ đó, quê hương Cần Giuộc có nhiều cái nổi mặt nổi lắm anh. Anh biết không, khi mà đi thi qua Khôi á, thì nguyên cả nó có ba độ lứa tuổi, tuổi trẻ vừa rồi tới hơi lớn, Cần Giuộc chiếm hết ba người. Tức là trẻ già cũng thế luôn, ba người. Dạ. Năm nào vậy chị? Cái năm đi học đó là năm 48, 49 gì hồi xưa đó. Tức là hồi Tây á. Bà bố đó, đỉnh cho lớn mà có cái bà bố là dạ, đó. Dạ, 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 lúc đó đó. Thì bây giờ chị có biết là chị nào còn mấy gì đó, có chị nào bây còn giờ không? Có một chị ở Canada thì mất rồi, một chị đang ở Cali. Chị mà trung đó đang ở Cali. Có mời chị về kỳ này không? Chị có mời chị rồi, nhưng mà có một chị ở bên Texas là nhỏ. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay chị đã qua, chị hiện đang ở đây. Thì tôi nói với chị rồi là nên về ngay ngày đó để tôi chuẩn bị nói. Mà chị lại về sớm anh đang gặp. Còn lại hai người. Khoảng năm 40 mấy tới giờ này chắc chỉ còn trẻ lắm chị không? Dạ, không. Đó thì đẹp. Người đẹp lúc nào vẫn đẹp, không bao giờ có tuổi tác đúng không? Đó là bên hội mình cũng rất là nhiều á, là trai tài gái sắc. Thì đợt này á là nếu như mà quý bà con ai tới thì có thể là nhìn rồi sẽ rễ, rồi sau đó mình có thể chọn luôn. Đó là một cái dịp tốt mình có thể. Nhưng mà kỳ này anh biết là chúng tôi có thi hoa hậu đó anh à. Dạ, thi hoa hậu. Dạ, 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 thi hoa hậu. Nó là mời các bạn. Bây giờ hội viên của hội có chừng nhiêu người? Chúng tôi họp đó mà bận thì 100 mấy, rồi 200, có khi 300 mấy. Trời ơi, vậy đóng với Cần Giuộc quá nhiều mũi quần sao đóng bởi vậy? Vậy bởi vậy chúng tôi chứ còn có ở tỉnh thì thường thường họ cũng họp vậy 400-500 cho một cái quận mà vậy lớn quá rồi. Thì cái quận hay là cái gì, quận hay là tỉnh, nhưng mà khi mà cái tấm lòng nó lớn thì mọi người đến với mình vẫn em thi hoa hậu, hay là các chị, hay là các bà, hay là tất cả các cá mặc áo già đều lên thi hoa hậu. Nhưng mà không đẹp xấu, không áo đẹp áo xấu vậy anh. Tức là ai cũng hoa hậu hết. Không, anh biết tại sao tôi đi lên hết giờ, ai có khả năng chấm cũng không có người nào có khả năng chấm cho tôi. Tụi tôi muốn tạo ra cái niềm vui cho anh chị em hết là bằng cách là lên thi, tụi tôi cho bốc thăm. Tôi sẽ được 3 cái thăm đó mình quay, tức là qua chiếm qua rồi hoa hậu may mắn gì, rồi hoa hậu may mắn 3. Hoa hậu may mắn nhất chúng tôi có thể là phần quà đó, đó lấy tiền mặt, hoặc là tiền bạc nữa để mà vui đó, cổ vũ tinh thần, bởi vì đây là kỷ niệm lần thứ 20 của chúng tôi. Trước kia tôi là đổi lại là làm người phụ nữ, rồi cái thứ nhì là tôi cái lấy khai sinh là rẻ Cần Giuộc đi, ngày hôm đó vui quá trời. Thì mình thì chú Dương Miên có thể là dẫn bạn bè hoặc là những cái có thể là người yêu ngày đó mặc áo dài đi lên, mặc áo dài mà không tức là ai mặc áo dài lên, kể cả các em bé mặc áo dài lên cũng được. Tất cả đều lên hết. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh của đài VNA TV 57.5 độ. Cảm ơn.